làm Đại Phạm Vương oai đức lẫy lừng hơn các phạm chúng khác nhiều gấp trăm ngàn lần. Từ nơi cõi trời đang ở dạo qua các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, trong đó có Đại Bồ Tát nào chưa chứng quả vị giác ngộ cao tột? Khuyên chứng quả vị giác ngộ cao tột. Đã chứng quả vị giác ngộ cao tột rồi mà chưa chuyển pháp luân thì thỉnh chuyển pháp luân vì muốn lận lạc cho các hữu tình. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát vì trọn đời gắn liền với phương tiện thiện xảo, nhập sơ tịnh lự, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, nhập định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, an trụ cái không nội, an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, tu hành trí nhất thiết tướng. Vị Đại Bồ Tát ấy chẳng theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, hiện tiền phụng sự, thân cận cúng dường Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại, ở nơi cõi Phật đó xin tu phạm hạnh, xả thân từ cõi Phật đó sanh đến cõi trời đủ sử đa, khi hết tuổi thọ các căn không khuyết, trí nhớ minh mẫn, vô lượng vô số trăm ngàn ức thiên chúng vây quanh đi theo, dùng thần thông dạo chơi, rồi lại sanh vào cõi người, thị hiện tu khổ hạnh, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp màu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát chứng được sáu phép thần thông, chẳng sanh vào cõi dục, chẳng sanh vào cõi sắc, chẳng sanh vào cõi vô sắc, dạo chơi các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác, tu các hạnh Đại Bồ Tát, dần dần chứng được điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát chứng được sáu phép thần thông tự tại dạo chơi, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, các cõi Phật đã đi qua không có các tên thanh văn độc giác vân vân, chỉ có nhất thừa chân phạm hạnh. Vị Đại Bồ Tát ấy ở các cõi Phật cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác, tu hành bát nhã ba la mật đa, dần dần được viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, thường không lười biếng bỏ phế. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát chứng đắc sáu phép thần thông tự tại dạo chơi, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, các cõi Phật đã đi qua, tuổi thọ của hữu tình chẳng thể tính biết. Vị Đại Bồ Tát ấy ở nơi các cõi Phật cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác, tu hành bát nhã ba la mật đa, dần dần viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, từng không lười biếng mệt mỏi. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát chứng được sáu phép thần thông tự tại dạo chơi, từ thế giới này đến thế giới khác, có các thế giới chẳng nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng. Vị Đại Bồ Tát ấy đến thế giới đó xưng dương tán thán ngôi báu Phật Pháp Tăng, khiến các hữu tình sinh lòng tin trong sạch sâu sắc, gọi đó là đêm dài mà được lợi ích an vui. Vị Đại Bồ Tát ấy xả thân ở cõi này, sanh vào cõi có Phật, tu các hạnh Đại Bồ Tát, dần dần chứng được điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột, lợi ích an lạc các loài hữu tình. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm, dũng mãnh tinh tiến, chứng được sơ tịnh lự, chứng được đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, chứng được từ vô lượng, chứng được bi hỷ xả vô lượng,
chứng được định không vô biên xứ, chứng được định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tịnh lự bát nhã ba la mật đa, an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vị đại Bồ Tát ấy chẳng sanh cõi dục, chẳng sanh cõi sắc, chẳng sanh cõi vô sắc, thường sanh chỗ có thể làm lợi ích cho các hữu tình, để làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát trước đã tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tịnh lự bát nhã ba la mật đa, khi mới phát tâm liền nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến khi chứng được bậc mất thối chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát trước đã tu tập sáu phép ba la mật đa và vô lượng vô biên pháp Phật khác, khi mới phát tâm đã có thể lần lượt chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm độ vô lượng chúng sanh, ở trong cảnh giới vô dư y đại niết bàn mà nhập niết bàn. Sau khi nhập niết bàn, chánh pháp đã nói tồn tại trên đời một kiếp hoặc hơn một kiếp, lợi lạc vô biên cho các loài hữu tình. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát trước đã tu tập sáu phép ba la mật đa và các hạnh đại Bồ Tát khác, khi mới phát tâm đã cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa, cùng với vô lượng vô số trăm ngàn ước đại Bồ Tát vây quanh trước sau dạo chơi các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Hết quyển thứ 7.